trong. Sao mấy ông vừa già vừa xấu, chỉ được cái giàu có. Cưới mấy cô trẻ đẹp nghèo khó thì mọi người cho là tình yêu đích thực vậy anh? Vậy mà cũng hỏi đích thực chứ còn gì nữa. Vợ trẻ mà chấp nhận lấy chồng già là có mục đích và thực tế. Chồng càng già lại càng tốt, gừng quéo tốt hơn nữa. Mà già trẻ Diễm ơi, miễn là súng còn đạn là được hết. Một hai viên đạn lép cũng là đạn mà. Vợ đẹp nhưng vẫn chấp nhận lấy chồng xấu, nghĩa là tình yêu không coi trọng hình thức. Mà anh nói em nghe nè, tắt đèn thì nhà tranh cũng như nhà ngói, xấu hay đẹp thì cũng có súng mà. Chồng giàu mà lấy vợ nghèo nghĩa là không đặt nặng tiền bạc. Quan trọng là bưởi năm roi hay năm rồi thôi. Một tình yêu không đặt nặng hình thức, không quan trọng tuổi tác, không quan trọng giàu nghèo thì chẳng phải là mối tình tuyệt vời sao?